suy kỳ duyên, tôi không bao giờ nghĩ sẽ nương tựa vào bố con của mình. Làm mẹ đơn thân, tôi phải nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, như chồng không đói hoài đến con, không đưa tiền trợ cấp, MC Kỳ Duyên nói. Mới đây trong chương trình Trúc Diễm Show, MC Kỳ Duyên đã tâm sự về con người và sự nghiệp của cô, thông qua việc trả lời một số câu hỏi. Chị nghĩ tính cách của mình thuần Việt hơn hay Mỹ hóa hơn? Tôi sống và làm việc trong cộng đồng người Việt nên cách nói chuyện, ứng xử phải thuần Việt. Nhưng trong tư tưởng thì Tây phương hơn, vì tôi chịu sự giáo dục của văn hóa Mỹ. Tôi vẫn giữ được cách cư xử của người phụ nữ Việt Nam, nhưng suy nghĩ phóng khoáng, cởi mở. Tôi lớn lên ở Mỹ nên nhiều khi nói chuyện, trong đầu tôi phải nghĩ tiếng Mỹ rồi mới dịch ra tiếng Việt. Nói chuyện bình thường thì tôi vẫn nói tiếng Việt, nhưng mỗi khi bàn luận về công việc chuyên môn như ngành luật, tôi phải nói tiếng Mỹ, vì không có đủ vốn từ tiếng Việt để nói. Tiếng Việt với tôi là phát ngôn rất lãng mạn, dễ thương, bay bổng, còn để nói sát nghĩa tôi vẫn phải dùng tiếng Mỹ. Dùng 3 từ để mô tả tính cách của chị. Tôi là người tự lập, vui vẻ và thương người. Tôi có thể nói rất quyết liệt, nhưng về hành động thì không bao giờ, tôi chưa bao giờ lỡ làm buồn ai bao giờ. Bao giờ tôi cũng muốn nâng đỡ mọi người xung quanh mình lên. Chẳng hạn khi biết Trúc Diễm sang Mỹ định cư, tôi rất muốn giúp đỡ em ấy trong công việc để hòa nhập nhanh chóng cùng cuộc sống nơi đây. Cơ duyên nào dẫn chị tới trung tâm Thúy Nga? Trước khi đến Thúy Nga, tôi đã làm ở rất nhiều trung tâm khác tại hải ngoại. Cơ duyên duy nhất đến tôi là Thúy Nga, chị giám đốc. Lúc đó tôi làm ở rất nhiều trung tâm, nhưng chưa trung tâm nào hỏi tôi có muốn làm MC độc quyền không. Có thể lúc đó tôi mới bắt đầu vào nghề, dẫn rất dở nên không nơi nào cảm thấy tôi cần thiết, quan trọng để dẫn độc quyền. Chị giám đốc là người đầu tiên và duy nhất hỏi tôi có muốn về độc quyền cho Thúy Nga hay không. Tất nhiên không phải chị ấy hỏi vì tôi mới về. Tôi thấy trung tâm Thúy Nga là nơi tốt nhất từ trước tới giờ với tôi. Tôi hãnh diện khi được mời về bao nhiêu năm nay. Tới giờ tôi cũng không nhớ mình đã cộng tác với Thúy Nga bao nhiêu năm rồi, vì tôi không nhớ số năm. Ai hỏi tuổi tôi cũng phải trừ đi số năm từ năm sinh của tôi thì mới nhớ ra. Nhưng nói chung cả cuộc đời tôi gắn bó với Thúy Nga rồi, ít nhất cũng phải hơn 20 năm. Nếu được chọn giữa thành công trong sự nghiệp với hạnh phúc trong gia đình, chị sẽ chọn gì? Nói thật, tôi vẫn nghĩ hạnh phúc gia đình với đầy đủ vợ chồng, con cái êm ấm là điều tuyệt vời nhất. Nhưng nếu tôi không may phải làm mẹ đơn thân, thì tôi phải chọn sự nghiệp. Lúc đó chỉ một mình tôi lo cho con. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ nương tựa vào bố con của mình. Làm mẹ đơn thân, tôi phải nghĩ đến những trường hợp xấu nhất, như chồng không đói hoài đến con, không đưa tiền trợ cấp. Lúc đó, chỉ còn tôi và con nên tôi buộc phải chọn việc đi làm bên ngoài, thành công trong sự nghiệp để mang tiền về, chứ không chọn việc ở nhà chăm con. Con tôi từ xưa đến giờ không phải lo về cái gì kinh tế hết. Thật ra tôi cũng may mắn khi có mẹ chăm con ủng hộ để yên tâm đi làm.